Dạ Tài xin chào quý cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha. Dạ em cập nhật tình hình cho quý cô chú anh chị mình xem buổi trưa hôm nay tại mộ của bác Năm, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh cả nhà. Trưa hôm nay cũng vào ngày hôm nay cũng là ngày giỗ tổ của sân khấu Vũ Linh. Bây giờ ba tắm mà cho tụi em mình khỏe nha Năm. Dạ con chào hai cô ha. Con nghe nói hai cô từ Đại Nam chạy xuống đây hả? Đại Nam, Cà Mau. Cô này Cà Mau. Cô cũng ở Cà Mau nhưng mà cô lên đây cũng mấy năm rồi, còn cô này mới lên. Mới lên lần đầu luôn hả cô? Mới lên lần đầu. Người dạ. Cho nên là không có mà bị thấy cô đi á. Dạ. Chuyện cái nói tôi lên đây cỡ nào chị cũng dẫn tôi đi cho biết. Dạ, biết cho thăm mộ bác Năm Vũ Linh ha. Ừ. Dạ. Nói chung là cũng như anh Năm diễn tuồng nào cũng hay. Dạ. Yeah. Mà hồi đó con tôi mới có đâu 5-6 tuổi là anh Năm với cô Thanh Tâm là diễn hồi Trung Thu á. Dạ. Dễ không biết nghệ sĩ nào mà diễn hay quá hả cô? Quá chừng hay mà không biết ông này là ông nào. Yeah. Nghe mà nhớ hoài luôn hả? Đi coi lộ bộ đi coi đi. Ghế đi cô. Mưa thôi tôi đi. Sau này nè mới người đi coi nhiều lần rồi mới biết. Ừ. Giới thiệu nè chiều thứ bảy cái mình đi mình bắt đài thành phố đó rồi nghe giống như là giới thiệu tuần gì đó miễn mà nó có Vũ Linh cái là rồi cỡ nào cũng đi rồi. Giờ cô cho tụi con nghe thử một bài hát đi cô. 20 năm tình đẹp một chung chơi không cô? Dạ. Như không cô ca không được. À. Hai ca đi. Hay là bài nào cũng được. Bài nào mình buồn cũng được cô. Nói chung cô cũng ca có trong điện thoại chứ còn ngoài mình không thuộc hết đâu. Ngọc cho cô một điện thoại ca đi Ngọc. Cô từ Cà Mau giờ lên đây lâu chưa cô? Mới lên hôm kia hả? Rồi. Lên có bà chị dâu trên này lên rồi cái ở đằng chơi ngủ mà đi qua đây. Dạ. Vậy là mình có vô Đại Nam mình chơi ha. Đại Nam thì có vô giờ chơi. Đi Đại Nam dạ. Hay là đi qua. Vậy là có dạ. Bà ngủ đi Đại Nam thôi, Đại Nam đi rồi. Nó không, giờ dạ là đi mà bên mà anh Năm Vũ Linh. Bữa nay thì cô đến đây viếng mộ bác Năm Vũ Linh thì cô thấy sao? Thấy nó có giống trên cái TV truyền hình hoặc điện thoại cô xem không? Hôm lâu nay cũng không có nhìn, có hôm đầu thì bây giờ thì rất là đẹp rồi. Dạ. Yeah. Trang xa trang quá. Dạ. Yeah. Đêm nào tôi cũng bắt từ Cà Mau lên đây phải nói là xa lắm á, cuối bản đồ Việt Nam luôn. Mà lên tới đây viếng được mộ bác Năm như vậy là coi như là cũng là một cái duyên. Dạ. Trời Năm kêu vũ khỏi che. Kêu vũ ha, khỏi che ha. Mà với cái lúc mà đi cứu trợ hình như là ở mà tôi thích Vũ Linh ca với Phường Thủy. Phường Thủy hả? Dạ. Thích Vũ Linh ca với Phường Thủy hả? Chắc tương lai là cô Phương Thủy sẽ xuống đó, cô Phương Thủy về nước rồi. Dạ mới về nước cũng cách đây cũng mấy bữa rồi đó. Ông gì đây nè. Ca với Phường Thủy nè. Dạ. Diễn với Phường Thủy là hay nhất. Hay nhất ha. Vì sao là nước mắm thằng ca gì đó bởi cái bà đó nói cái ông lạng nhát là mà cười vì ông kể chuyện á ông kể dạ. Chuyện mà ông nói đi cứu trợ đâu với Cà Mau á cái thấy bà khía ngon quá cái ông nói ông hỏi cái thằng nhỏ đó mà mẹ đâu rồi hỏi anh chi mà mua bà khía nói mua bà khía mà mẹ con đi tiểu rồi á sao á dạ. Ông nghĩ trời thôi con không mua mình tính mua bà khía mà nó đi tiểu rồi không chắc không lẽ mà đi tiểu sao bà khía tao nghĩ Năm vui à. Ở đây có một anh trai đang đến viếng mộ của bác Năm nè. Dạ em chào anh mà nó đâu đến anh đi tiểu rồi nói trời hồi xưa á làm bà khía rồi. Dạ. Đi ngang vô tình đi ngang thấy dạ. Gặp được mộ ha. Dạ. Anh ở Tây Ninh lên đây làm. Dạ. Hàng ngày mình có theo dõi gì không anh? Theo dõi không? Có theo dõi ha. Dạ. Hôm nay coi như là cũng là một cái duyên ha. Đi ngang đây gặp thấy cái để cái bảng rồi đi vô hay sao? Bạn ngoài đường không ngoài đường vô tình em thấy cái cảnh ở đây nó đẹp ha khác, đẹp. Dạ
ghé ở đây mình xem thử như thế nào. Không ngờ gặp có cái duyên gặp được giữ ở đây. Quá có duyên luôn ha. Rồi hôm nay thì coi như là cái duyên đó thì anh thấy mộ của bác Năm Vũ Linh đây thì như thế nào anh? Thấy đẹp thì tạo mộ cho anh Vũ Linh thì nhìn đẹp. Dạ quá đẹp ha. Quá đẹp. Dạ. Nói chung là cũng đầu cho linh hồn của Vũ Linh được an nghỉ nơi chính chú. Dạ. Nhiều đó là quý rồi cô chú anh chị, không cần phải mâm cao cổ đầy, chỉ cần một cây nhang và một lời hồi hướng là thấy bác Năm cũng vui rồi. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều luôn. Là vậy là mình làm ở Bình Dương đây ha. Dạ, quá vui luôn. Hồi nãy em thấy anh thắp hương thì rất là thành tâm, lại sờ hình của bác Năm nữa, dễ thương dễ sợ luôn. Anh có chụp hình không? Em chụp hình cho. Dạ, chụp hình làm kỷ niệm cũng được. Dạ, đưa đây. Không, nói thật sự là em rất là khuyến khích khán giả tới đây chụp hình để lưu làm kỷ niệm. Nhiều khi mình có việc bận mình không có đi được. Rồi, quá đẹp luôn. Dạ. Trời chuyển mưa tới dữ rồi cô chú anh chị. Wow. Dạ, ở đây là nghệ sĩ không đó anh? Mình có thể đi tham quan bên đây là bác Thanh Sang, chú Văn Châu nè, cô Thanh Trung Huệ bên đây. Dạ, cô Thanh Trung Huệ bên đây nữa nè. Dạ. Rồi nhạc sĩ Thanh Sơn, nhạc sĩ Vinh Sử, bác Hề Sa nè. Còn bên đây là ba của cô Thanh Thanh Tân Tâm là bác Năm Hùng. Đây là phía sau mộ của bác Năm Vũ Linh. Cái đá trên mão này nè, nó là một loại đá đỏ mà của Ấn Độ. Dạ. Còn cái đá đen này á, là đá của Na Uy, tên là Cẳng Sa Cừ Na Uy. Tất cả đều nguyên khối hết á, nó ghép lại với nhau. Dạ. Quá quý luôn của chú anh chị. Nằm đây là thiên thu rồi. Thiên thu ha. Ừ. Cô thấy có ai có phước như bác Năm vậy chưa cô? Ừ, phước. Dạ. Cô không lớn tuổi hơn mình gì chân á, nhiêu chân á. Cô nhiêu cô? Cô 60 rồi. À, bác Năm 66 ha. Dạ. Cũng lớn hơn ít xịt hả? Ít xịt. Lớn hơn ít xịt mà bỏ đi sớm quá, không ở lại. Coi như là hôm nay đi tới viếng thì mãn nguyện chưa? Mãn nguyện ha. Về ai nói là nó có tới rồi. Dạ. Nó có tới rồi ha. Nó tới gặp Vũ Linh tại chỗ rồi. Dạ. Tôi quay lên, quay viên lên trực tiếp á. Trời ơi, phải đi lên tới Linh luôn. Dạ. Bà đi tới đây lại chứ nhà tôi coi tôi thấy rồi đó. Gì hả? Ở quay bên bên khác trực tiếp đó. Dạ. Ở nhà nhìn thấy rồi. Rồi bây giờ về là cũng thấy cô rồi đó nha. À. Thấy nữa ha. Dạ, lên kênh YouTube của con là cô thấy cô rồi đó. Hai vợ chồng thanh điền luôn hả? Không, chỉ có cô thôi, chú còn nhưng mà không, chú để hình. Hình à. Dạ, cái hình thì có chú chồng nữa nhưng mà mộ đây mộ của cô. Tại vì chú thương cô á nên để cái hình chú vô luôn. Cũng là giọng ca hay dữ luôn. Dạ, à. Búp bê ha. Ừ, ca hay lắm đó. Đó. Tiếng chài trên sóc bom bo. Trên sóc bom bo, ca lấy chẳng sóc bom bo chứ. Dạ. Ở bên đây anh đi làm. Ca tiếng chài sóc bom bo tặng thân như vậy. Tặng tặng cô Thanh Vân Quỷ ha. Dạ. Cái sóc bom bo đi cô. Có một câu. Hát một câu ha. Dạ, đứng ở bên đây nè cô, bên đây hay nè, bên đây. Bên đây dạ cô. Đó, cô Quỷ bên đây. Ai thắp con dưới chân phải giải phóng quân về thăm xóm nhỏ. Kể nhớ lại ngày nào sóc bom bơ con mịt mà trong khói lửa người bom bò sống giữa căm. Các anh đã dựng lại cất liền tránh chinh đổ nát điều tàn như gian dòng tiếng chài gõ nhịp. Anh mỉm cười rồi dội dã bước nhanh. Chiến thắng cần mang đến mời anh. Tiệc tân sơn tình nghĩa đậm đà. Kể từ ngày anh đi chiến đấu miền xa, tình đến nay đã bốn mùa lá đỏ. Nãy giờ mới đứng bên mới cười dữ rồi đó. Quá hay luôn. Nó la nhỏ là ca dở quá. Cô Huệ vui lắm á con. Dạ. Cô Huệ thấy con hát này rất là vui lắm á. Dạ. Không, ủng hộ giọng ca.
Dạ. Dạ. Mà giống trai tập theo được à, sao mà? Làm sao mà có cái năm đứa đi đồ đi qua bên dạ. Chỗ mà ai dạ. Trời ơi, đẹp sao bàn tay tôi nói mà. Mềm hả con? Mềm. Nó chiếu à. Mà lên ca nó ca với đệ tử. Dạ. Mà dễ diễn ý ca gì? Bài qua đất vật chặn đường sinh mà cái đệ tử của Thanh Huệ này ca giống y là cái chú Lương Tấn luôn. Dạ. Hay Lương Tấn hay Thanh Tấn? Lương Tấn. À dạ. Ca giống gì đó. Bữa đó đi dạ. đi bên đây mọi chú Thanh Sang bên đây nè cô. Dạ chú Thanh Sang ở chỗ hai cây cao đó. Tôi chơi mà hộp hộp gì nè mở ra vàng đó. Mà Phước Lộc Thọ đang mình có vàng đó, có tiền á. Dạ. Trời đất ơi, thua 5 6 triệu luôn. Dạ. Cười chết luôn. Rồi à, cô đi qua bên kia viếng những ngôi mộ của đồng nghiệp của Bắc Năm cũng như là cô Thanh Kim Huệ và cô chú anh chị. Thôi thì có lẽ là em xin phép tạm dừng cái video này ở đây. Hẹn quý cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo ha. Yêu thương em thì cho em xin một like, một đăng ký kênh, một lượt chia sẻ nha cả nhà. Em xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Em mến chúc quý cô chú anh chị và các bạn có một ngày nhiều sức khỏe, nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống ha. Vạn sự như ý ha cả nhà. Bây giờ chờ ở mộ của Bắc Nam đang chuyển mưa rất là nhiều và gió rất là to của chú anh chị. Đây nè, mây đen kéo tới nè. Và gió rất là to, rất là nhiều luôn cô chú anh chị ơi. Hy vọng là đừng mưa đừng có to ha. Xin chào, bye bye cả nhà.